Xin chào tất cả các bạn và các em trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ giải phương trình k mũ 3 cộng k bình phương cộng k cộng 1 bằng 0. Với dạng toán này chúng ta sẽ tiến hành giải như sau. Giải phương trình sau: k mũ 3 cộng k bình phương cộng k cộng 1 sẽ bằng 0. Nhóm lại ta được nhóm hai nhóm k mũ 3 cộng k bình và k cộng 1. Ở đây ta có k mũ 3 cộng k bình, ta đặt k bình phương làm thừa nói chung. K bình phương thì đây còn k cộng 1 cộng cho k cộng 1 sẽ bằng 0. Đây ta có k cộng 1 nên ta đặt k cộng 1 làm thừa số chung. Nó suy ra đây, k cộng 1 đây còn k bình cộng 1 sẽ bằng 0. Phương trình giải tích có fx nhân gx bằng 0. Ta suy ra là fx sẽ bằng 0, gx sẽ bằng 0. Hay k cộng 1 sẽ bằng 0 và k bình phương cộng 1 bằng 0. Ta suy ra k sẽ bằng trừ 1. Hay suy ra k bình phương sẽ bằng trừ 1. Hãy suy ra k sẽ bằng cộng trừ căn của trừ 1. Mà như chúng ta đã học, căn của trừ 1 chính là bằng số phức, bằng y. Hãy suy ra k sẽ bằng cộng trừ y. Mình kết luận vậy, phương trình k mũ 3 cộng k bình phương cộng k cộng 1 bằng 0 có nghiệm. K 1 sẽ bằng trừ 1, k 2 bằng y, k 3 sẽ bằng trừ y. Bài toán hôm nay chúng ta đã xong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy đăng ký, like, share cho kênh mình nhé. Xin cảm ơn.